Đội quyền lên của Minh Quý, một độc đao, tình huống độc đao của hiệp hai của Minh Quý. Nguyễn Vũ Minh Quý, và cân 54 kg, anh có chiều cao 1m68 và sải tay. Xin gửi lời chào tới những khán giả hâm mộ võ thuật trên cả nước, và chúng ta đang ở arena of fighter, đấu trường của những chiến binh. Và đây là mùa 2, sự trở lại sau 2 tháng. Và trước mắt chúng ta đang là trận đấu có sự xuất hiện của Phan Gia Thuận, người ở góc đài màu xanh, sẽ đương đầu với Võ Trần Minh Quý, võ sĩ của câu lạc bộ Cali. Và đây sẽ là một trận đấu theo thể thức thi đấu muay. Lắm rồi thì các võ đài của Thành phố Hồ Chí Minh mới có dịp hâm nóng trở lại sau những sự kiện của Lion, của Johnny Chí Nguyên với sự kiện GMA đánh theo thể thức MMA. Còn Arena of Fighter thì sẽ thi đấu theo rất nhiều thể thức, bao gồm là Muay, Kickboxing, MMA. Võ Minh Quý đến từ California Fitness and Yoga, gốc đá xanh. Phan Gia Thuận đến từ câu lạc bộ Netpro. Chúng ta cùng đến với hiệp đấu thứ nhất. Xin nhắc lại, Minh Quý ở góc đỏ và Gia Thuận ở góc xanh. Hiệp 1 bắt đầu. Cú đá khá mạnh của Minh Quý. Gia Thuận ngay lập tức cũng có một cú đá đáp trả ở vùng hông. Cú đấm thẳng trước tốt của Minh Quý. Giáp vô tay. Khoảng cái tay ra thì lồng tay đó. Khoảng cái tay ra xíu. Cú phá đùi tốt của Minh Quý. Minh Quý đang cho thấy sự chính xác của mình. Những đòn gối của Minh Quý rõ ràng là đang tốt hơn. Đạp. Đúng rồi. Đá lên. Tập trung đi tay đi. Đạp Minh Quý. Tập trung đi tay đi, đạp đấm tay. Và bây giờ Minh Gia Thuận đang gia tăng sức ép. Những đòn tay của Gia Thuận chưa thực sự chính xác ở hiệp 1 này. Tay thôi, làm gì đây? Tập trung đi cái tay thôi. Giật tay thẳng vô. Trận đấu có nhịp độ khá cao. Gọi tốt của Minh Quý. Mày đến tay đi mà. Tay đúng rồi, ép tay vô đừng rồi. Đó. Một trái khá nhanh của Minh Quý. Một không chính xác của góc đỏ. Đến hiện tại tôi đánh giá góc đỏ Minh Quý đang là người làm tốt hơn. Gia Thuận tung đòn rất nhiều nhưng chưa thực sự hiệu quả. Hai cú đá thấp và cao liên tiếp được hai võ sĩ tung ra. Ép lòng liền rồi. Hiệp 1 kết thúc và đây là một hiệp đấu tốt của góc đỏ. Cú
cùng trở lại hiệp 2 giữa Minh Quý Đỏ và Gia Thuận Xanh. Đá rất nặng của Minh Quý vào vùng sườn của Gia Thuận. Bây giờ là đổi đòn. Bây giờ là áp lực đến từ Minh Quý. Cú đấm liên tiếp nhưng không chính xác của Gia Thuận. Cú chọ khá nặng của Minh Quý. Được rồi, trong một tích tắc Gia Thuận đã khiến Minh Quý bị choáng. Đầu hiệp 2, Minh Quý vẫn cho thấy mình là người kiểm soát tốt hơn. Phản trụ nặng nguồn của Gia Thuận. Những ý đồ nhập nội lên gối của Minh Quý. Sau chính xác của Minh Quý. Đầu đâm tốt của Gia Thuận. Một cú đẩy chỏ chưa thực sự nguy hiểm của Minh Quý. Bây giờ Gia Thuận đang là người chủ động. Đầu quét chân chính xác đẹp mắt của Minh Quý. Cú gói thiếu lực từ ai võ sĩ. Vừa rồi một pha cài chân đánh ngã đến từ góc tay đỏ Minh Quý. Trọng tài vừa nhắc nhở một đòn không hợp lệ. Chưa có nhiều tình huống được diễn ra. Một hiệp đấu khá cân bằng. Cú đá cao của Gia Thuận. Sự vùng lên của Minh Quý. Một độc đào. Tình huống độc đào của hiệp 2 của Minh Quý. Chúng ta cùng đến với hiệp 3. Cả hai võ sĩ cần làm nhiều hơn ở trong hiệp đấu này nếu muốn giành một kết quả ưu thế cho mình. Những đầu đánh của Minh Quý vẫn còn rất nặng. Bây giờ là gia tăng áp lực từ Gia Thuận. Võ sĩ của Becker vẫn đang tấn công rất khó khăn. Vòng tay của Gia Thuận vẫn chưa đủ áp lực. Đá lên, đá lên. Ừ. Đá thôi, đá thôi, đừng có đi lừa lắm. Đá nữa. Vòng tay khá nặng của Minh Quý. Võ sĩ chỉ còn khoảng 2 phút nữa để thể hiện kỹ năng của mình, giành những ưu thế trên bảng điểm. Vòng tay của Gia Thuận thực sự thiếu chính xác và thiếu lực. Thì Bình Quý vẫn đang xử lý rất bình tĩnh. Đòn đá gội đùi tốt của Gia Thuận. Nỗ lực quật ngã của Bình Quý. Và đá đuôi trong tốt của Gia Thuận.
những tình huống quật ngã sẽ gây rất nhiều sự bức xúc cho các hai võ sĩ. Đây là nắm tốt của góc đỏ Vinh Quý. Sẽ rất khó khăn cho Gia Thuận nếu phải quyết định trận đấu bằng bảng điểm. Thực sự Vinh Quý đang làm rất tốt. Bây giờ sự vươn lên của Gia Thuận, Vinh Quý đang dùng những cú đạp và đấm thẳng để ngăn chặn Gia Thuận áp sát. Cú đầy trước tốt của Gia Vinh Quý. Cú đấm rất nặng của Vinh Quý. Những giây cuối cùng của hiệp 3, bây giờ trận đấu kết thúc. Hoan nhạc với những tình huống xử lý đánh đứng, đặc biệt là những cú giáp rất ấn tượng. Sau đây sẽ là kết quả.